Uh, xin chào tất cả các bạn nhé thì hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi uh, review tìm hiểu xem nào một con fcu một trong những cái thành phần mà rất phổ biến trong cái hệ thống điều hòa không khí trung tâm ở trong các tòa nhà thì nó rất hay dùng cái thiết bị fcu bởi những cái tiện ích của nó và nó nắp đặt đơn giản và cũng Uh, rất là hiệu quả trong cái công việc uh, làm lạnh làm mát các cái phòng thì một con FCU thì gồm có những cái gì thì FCU các bạn nhé thì nó là fan coil unit đấy nó là từ viết tắt của từ fan coil unit thì nhắc đến FCU thì đầu tiên chúng ta phải uh, nhắc đến đó chính là cái quạt các bạn nhé đây tôi sẽ review các bạn đầu tiên đấy của nó là có một cái quạt ở phía đằng đầu như này đây các bạn nhé Đấy. đây đây là cái quạt của nó này thì à, cái quạt này nó là quạt à, à, công suất của nó, nó 1,5 kg thì phải đấy thì đây là bên trong của nó một cái quạt hai bên này là hai cái lồng này ở giữa là cái động cơ đấy thì à, bên trong của nó được à, tiêu âm bằng à, Đây các bạn nhé Đấy, dây thì nó được đấu ra ngoài này, đấy và trước của cái cái uh, là cái quạt đấy thì nó thường là cái phin lọc các bạn nhé, ở đây nó có một cái phin lọc này, cái phin này thì nó là phin bằng kẽm nhá, đấy các bạn fin này thì nó chỉ lọc ở những cái hạt bụi uh, bám ở trên đây thôi, đấy đây lại là, là cái phin lọc thì đối với các cái phòng bình thường ấy thì cái phía đằng sau này nó sẽ được uh, nối với một cái uh, ống gió có thể là qua một khớp lối mềm hoặc là nó bắn thẳng vào một cái ống gió và à, đối với cái phòng mà yêu cầu về cái độ ồn thấp ấy thì người ta hay à, có một cái đoạn ống gió mà được gắn với tiêu âm đấy thì đây là cái phần phía sau của nó các bạn nhé đấy là cái đường hồi của nó thì Uh, nó được gắn với một cái đoạn uh, ống gió mà có tiêu âm, đây, thì ở đây là cái tiêu âm của nó, các bạn nè, đấy, bên trong cái tiêu âm của nó đấy. đấy, các bạn có thể thấy là bên trong tiêu âm, đấy. nó tiêu âm bằng uh, tôn xoay lỗ và bên trong của nó như là các cái vật liệu uh, cách âm, à, khử uh, âm, đấy. Uh, thì uh, khi mà cái độ ồn của máy nó hoạt động cao thì các cái tiêu âm này nó sẽ uh, giảm bớt nó làm giảm bớt cái uh, tiếng ồn đi đấy là cái phần tiêu âm ở phía sau đấy, đấy là cái thành phần uh, thứ nhất nhé các bạn nhé thế đến thứ hai là cái dàn thì mỗi một em su này nó có một cái dàn đây đấy cái dàn lạnh của nó mới là cái quan trọng nhất đây. đấy thì uh, cái dàn lạnh này thì nó được uh, bơm cái nước lạnh từ cái hệ thống chiller vào hai cái đầu này nó bơm vào và một đầu vào một đầu ra thì nó sẽ bơm nước vào nước lạnh thì nước của nó thường là khoảng 8 độ vào khoảng 8 độ mà ra khoảng 11 độ tức là nó sẽ giải nhiệt được khoảng độ 3 độ thì khi mà cái nước nó cứ chạy qua liên tục thì cái quạt đằng sau nó sẽ thổi cái hơi lạnh ra đấy nó chỉ thổi hơi lạnh ra các bạn nhé thì khi nó thổi hơi lạnh ra thì uh, nước nó sẽ tăng nhiệt độ lên một chút và nó lại hồi về cái hệ thống chiller và chiller thì tiếp tục sẽ làm lạnh và lại bơm ngược trở lại đây đấy thì là cái thứ hai đấy là cái thành phần gọi là dàn đấy các bạn này đấy thì thành phần này là thành phần quan trọng và dàn này thì thường được làm bằng đồng và bên trong của nó là các cái lá kẽm này thì các cái lá này thì khi mà lắp đặt thì các bạn chú ý là tránh để nó dập, tại vì khi nó dập như vậy nó sẽ cản gió và cái công suất nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Đấy thì bên dưới của cái cái dàn đây thì luôn luôn có nước, các bạn nhé. Đây nước ở trên cái dàn lạnh nó rơi xuống Đấy. và cái dàn này thì để điều khiển cho cái hệ thống uh, dàn thì tí nữa mình sẽ nói sau nhưng mà ở bên dưới của cái uh, dàn là cái máng hứng nước ngưng đây các bạn thấy nó ướt không thì cái phần này nó uh, hứng cái phần nước ngưng tại vì nguyên lý của không khí là khi mà nó gặp cái dàn lạnh này thì nó sẽ bám ở bề mặt ngoài và nó rơi xuống khay hứng nước lạnh đây và cái khay hứng này nó sẽ được dẫn vào một cái hệ thống thoát nước của tòa nhà hoặc là dẫn riêng về các hệ thống ống thoát nước sàn này ạ đấy thì đấy là cái máng hứng nhá và ở cái đầu ra này thì thường là người ta sẽ gắn với một cái khớp nối mềm nó có thể bằng uh, vải bạc đấy hoặc là bằng simili thì nó sẽ gắn vào cái ô này nó bắn vào đây bắn vào cái mép này và đầu kia thì nó được gắn vào cái ống gió và uh, các cái miệng gió mà chúng ta hay nhìn thấy như là hình tròn hình vuông mà ở phía dưới chân giả ấy, thì nó được gắn vào cái đầu này và thường cái đầu cấp này các bạn nhé thì uh, các cái miệng gió của nó ấy, khi mà miệng gió ra thì nó thường là gọi là miệng khuếch tán tức là không khí nó sẽ không được thổi thẳng xuống dưới mà nó sẽ qua một cái Uh, lá Những cái lá Thì nó có thể tạo nó cái hình xoáy Hoặc là uh, nó thổi ra xa một chút rồi nó mới rơi xuống Chứ nó không thổi thẳng xuống Thì đấy là cái uh, Cửa gió cấp các bạn nhé Thì cái đầu này chính là cái đầu cấp này Đầu với sau cái dàn này Đấy thì uh, Một số cái thiết bị thì người ta dùng là uh, Cái quạt hút qua dàn Nhưng mà đối với cái dòng SU này ấy, Thì uh, là quạt thổi qua dàn các bạn nhé thì nó ngược lại thôi nếu mà à, các cái quạt mà nó hút qua dàn thì chúng ta lắp đầu cấp ở phía bên kia còn đây thì là à, cái này là à, thổi qua dàn quạt thổi qua dàn cho nên là đầu cấp chúng ta sẽ lắp ở phía đằng đầu này Đấy. À, và phía đằng trước của nó đây à, đây phía đằng trước thì à, cái đoạn này nó chính là cái đoạn mà nó có cái cổ bạt mềm nhá và đây đằng trước là có một cái đoạn ống gió đây đấy và đây đây chính là cái miệng gió khuếch tán các bạn nhé thì đặc điểm của cái miệng gió khuếch tán này là nó có các cái lá này khi mà gió nó thổi xuống thì nó gặp các cái lá này và các cái lá này nó sẽ tạo ra một cái vùng xoáy xung quanh đây và lan lan dần ra chứ nó không thổi thẳng một cái xuống đây vì khi mà cái miệng gió thường ấy là nó sẽ thổi thẳng xuống dưới nhưng mà các cái miệng gió cấp thì người ta làm cái miệng gió khuếch tán là như vậy để cho cái không khí nó sẽ xoáy ở trên này và nó sẽ lan rộng ra và khi mà xuống đến dưới tầm thấp thì nó sẽ cái tốc độ gió nó sẽ không cao Đấy, nó tránh được cái việc là những cái người ngồi thẳng miệng gió thì rất là lạnh mà người xung quanh thì uh, thì nhiệt độ nó lại nóng thế để điều khiển cho cái ép su này thì uh, nó cần những cái điều kiện gì thì cái điều kiện đầu tiên thì cái quạt nó phải chạy các bạn nhé thì ở uh, đối với cái quạt này thì nó có hai tốc độ à ba tốc độ các bạn cái uh, động cơ quạt thì nó có ba tốc độ thì chúng ta phải sử dụng uh, một số thì người ta sử dụng những cái bo mà nó có tích hợp sẵn về cái việc là điều khiển cả dàn tức là cả van và cả quạt Đấy, thì một số thì người ta lại tách riêng ra thì sử dụng điều khiển quạt bằng các cái con dơ le hay công tơ còn điều khiển van thì Nếu tách riêng thì thông qua hệ thống bimet nó sẽ nhận tín hiệu nhiệt độ từ phòng về và nó điều khiển đấy thì nó có hai cái hình thức điều khiển một là bản thân ngay cái cục bộ của cái su này nó có một cái bo bo này nó sẽ lấy tín hiệu nhiệt độ hiện tại của phòng và nó so sánh với cái nhiệt độ đặt qua cái remote hay là qua cái bản điều khiển trên tường thì nó sẽ điều chỉnh thứ nhất là cái tốc độ quạt này và thứ hai là cái góc mở của van hoặc là cái đóng van hay mở van tại sao tôi lại nói góc mở vì một số người ta sử dụng các cái van tuyến tính thì nó sẽ có cái góc mở ở đây thì à, do có cái hệ thống Biomet nó điều khiển về cái su này cho nên là nó sẽ lấy nhiệt độ từ đây các bạn nhé đây đấy lấy nhiệt độ và các cái điều khiển từ đây nó đưa về một cái hệ thống Biomet và sau đó nó xuất ra một cái lệnh nó sẽ đóng cho một cái hệ thống dơ le và công tơ này và công tơ này nó sẽ điều khiển cái quạt này và à, song song với đó là nó sẽ xuất ra một cái tín hiệu để điều khiển cho một cái cụm van ở trên này đây các bạn đây cụm van này để mà khi mà uh, cái nhiệt độ mà đạt rồi thì nó sẽ đóng cái van này lại và cái nhiệt độ mà còn đang cao hơn so với nhiệt độ đặt thì nó sẽ mở cái van này ra để cấp nước lạnh qua cái dàn đấy thì một chiếc SU thì nó cũng chỉ đơn giản là như thế vậy thôi đấy dàn này rồi quạt này, rồi hệ thống điều khiển. đấy, thì đây là một trong những cái su rất là, là thông dụng. vì là đây là phòng kỹ thuật, cho nên là nó chỉ có một cái hệ thống dàn, nó là dàn à, lạnh thôi. một số những cái su mà trong các cái phòng làm việc, thì người ta có thể là sử dụng hai dàn các bạn nhé, một dàn cấp nước lạnh và một dàn cấp nước nóng và cũng có một số su thì à, người ta sử dụng cái hệ thống nóng bằng các cái thanh điện trở đốt điện trở xấy với công suất là cũng tương đối lớn khoảng độ 1.000 1 w thì người ta sẽ gắn ở trên ống gió đấy hoặc là ở trên những cái hộp mà nó cố định sẵn ở cái phía mà đầu ra ấy, để mà điều khiển cho cái nhiệt độ về mùa đông hoặc là tạnh ẩm Đấy, nhưng mà ở đây thì các vòng kỹ thuật nên là à, người ta chỉ sử dụng như thế này thôi Tức là một cái dàn và chỉ làm lạnh đến mức à, đạt cái nhiệt độ đặt là nó sẽ đóng van và nó giảm tốc độ quạt Đấy Thì Đấy một vài cái review về EPSU như vậy Thì à, à, Hy vọng các bạn cũng đã thấy hiểu sơ bộ được cái EPSU là cái gì đấy xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé các bạn nhớ đăng ký kênh nhé